Chuyển đổi số dư nhỏ trên sàn Binance sang đồng BNB. Ở đây tôi đã đăng nhập vào tài khoản sàn Binance. Và nếu như quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị có thể đăng ký theo cái mã giới thiệu hoặc đường link tôi để bên dưới video này hoặc là trên màn hình. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn Binance. Ok, bây giờ tôi sẽ vào ví. Quý vị đã từng giao dịch trên cái sàn này thì quý vị sẽ thấy rất nhiều những cái số dư nhỏ, những cái token nó không đến 1 đô, rất chi là ít thôi, nó còn dư sót lại. Vì vậy quý vị có thể chuyển sang BNB. Rồi, tôi sẽ chọn vào chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB. Ở đây quý vị hãy chọn từng cái token hoặc có thể chọn tất, thì chọn vào tất cả. Rồi chọn vào chuyển đổi. Ở bước này quý vị cần xác nhận lệnh và phí giao dịch ở đây là 2%. Ok, chọn vào xác nhận. Rồi quý vị chờ 3 giây thì quý vị sẽ thấy tất cả cái token có số dư nhỏ nó sẽ được chuyển sang BNB. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.